Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách lấy nguồn video trên điện thoại để up YouTube đặng kiếm 1.000 lượt subscribe và 4.000 giờ xem anh em. Nguồn video này đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Anh em vô Google Chrome, anh em gõ từ Bisabay, trong web Bisabay anh em gọi, anh em bấm nút đi. Nguồn video đẹp đẹp không anh em ơi. Đây mình lướt xuống, mình cho anh em coi thử một video vô đường chân trời thứ cái. Anh em nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ mình anh em. Mình chia sẻ thật lòng lắm, mình không có giấu giếm gì, những gì mình biết là mình chia sẻ hết, chia sẻ miễn phí cho anh em. Cảnh biển nè, anh em vô coi thử một video này coi có thử có đẹp không nha. Anh em chờ một chút, cho anh em coi thử nữa, đẹp không anh em? Nếu đẹp thì bấm nút đăng ký nha anh em. Quá đẹp ha, biển, cảnh biển đại dương này nó. Nguồn video này là tuyệt vời luôn, hoàng hôn thứ. Để không mất thời gian của anh em, mình hướng dẫn anh em cách tải về luôn ha anh em. Có ảnh này nọ đồ đó, nếu mà anh em muốn tải ảnh thì anh em qua bên cái mục ảnh đó. Giờ mình kiếm mình tải cái nè. Biển, bờ biển Alania này gì đó. Mình cũng không biết tiếng Anh gì cho mà không cần tiếng Anh gì cho mấy nghe anh em. Thôi mình tải cánh đám mây hồi đi, mình lại xấu không chết. Cảnh hoàng hôn anh em. Cánh này mà dòm cánh này cái mình gỡ nhớ là kỷ niệm lắm anh em. Mình rất đam mê YouTube, mong anh em đăng ký ủng hộ giùm cho mình một sub, rằng cái đó như là động lực của anh em, như món quà anh em tặng cho mình vậy đó. Mình rất chân thành cảm ơn một lượt đăng ký của anh em. Nên nó gần anh em, đẹp ghê thế anh em. Thôi mình chạy anh em tải về luôn anh em, rất dễ luôn. Rồi có nút tải về miễn phí nè anh em, anh em cứ tải đi, không có bằng quyền bằng bộng trên tại mình xài nguồn này không nữa. Tùy theo anh em lựa chọn mấy anh em, mình chọn 1280 nhân 720 tải về cũng được, tùy theo anh em chọn. Rồi trên đây có nút tải về nè, anh em bấm nút tải về luôn đi, tải về cực kỳ mau luôn, trang web này chạy rất mượt luôn, nó đang tải một tệp nè. Thôi thì mình thoát ra mình qua mình kiểm tra cái này có về chưa anh em chạy chút. Nè, về rồi nè. Nè, anh em vô xem thử đi. Mình mới tải về nè. Anh em tải về dùng phần mềm Kimimaster hoặc phần mềm này kia đồ anh em ghép lên anh em. Anh em lồng nhạc vô hay là muốn làm cái gì đó, làm hình nền gì này nọ đâu. Đẹp lắm anh em. Thôi vì video của mình đến đây kết thúc. Chúc anh em xem một video vui vẻ. Mình xin tạm dừng. Anh em nếu mà có cái gì không hiểu thì để lại bình luận dưới, mình sẽ trả lời tận tình cho anh em. Chào tạm biệt.